Chân quân luôn bảo vệ Ninh Thái Thần, chỉ mong ông có thể cải tà quy chính, sớm thoát khỏi nghiệt duyên. Nhưng Ninh Thái Thần lại chấp mê bất ngộ. Nếu Ninh công tử không quá si tình tiểu thiện cô nương, sao lại liên quan đến nhiều sự cố này? Có được công danh, tự do nhàn hạ, nay lại trải qua kiếp nạn, đúng là khổ vì tình mà. Người nói xem, ai có lý? Này thật là dễ thương, mấy chú thỏ con này đẹp nhất. Hay là chúng ta hai con tiểu hồ ly này đánh nhau, có một con bị nội thương. Hay là chúng ta ta không đẹp, cũng chưa từng đánh nhau, ta không mập, cũng không ốm. Ta ra chút mồ hôi, nhưng ta không trúng nắng. Ai tới giải quyết mấy con vật này đi. Tuy ta nỗ lực mạnh nhất, nhưng ta mà ra chiêu, chắc trong lan nhược tự này không còn ai sống sót. Ta, quân tử tránh xa bếp. Ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Ăn nghe nhé. Ván này ta thua rồi. Người trước đây, bây giờ, sau này cũng không thắng được ta. Hai con tiểu hồ ly này đánh nhau, có một con bị nội thương. Hay là chúng ta